Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ở hạng cân 57 kg, Đô Cấn Tất Quang của Hoài Đức 300 phục màu đỏ, Đô Lê Văn Lũng của Quốc Hoài 300 phục màu xanh. Xin mời hai đô và sới. Hai đô nghe trọng tài chống xe này. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Chúng tôi xin công bố kết quả và thời gian 1:02. Đô Cố Xanh của Quốc Hoài thắng cuộc.